Cho mày. Này, hôm nay trời đang đẹp lắm, tao không muốn phải ngồi toilet đâu. Cái thằng này, tao đang muốn tử tế với mày, sao mày cứ phải chọc điên tao là thế nào? Đùa tí làm gì mà căng. Mà này, mày mua bánh mì đầu ngõ đúng không? Đầu ngõ đấy, đang hết hàng, mua một tặng một. Cái gì? Bánh mì đầu ngõ mà mày cũng dám ăn á? Mày có biết bao nhiêu người ngộ độc ở đấy rồi không? Do người ta bụng dạ không tốt, chứ tao mãi có sao đâu. Mà cùng lắm chỉ ngộ độc, có chết đâu. Tao cảm ơn mày, tao không ăn đâu, tao hốt lắm. Không ăn ấy thì tao ăn hết. Mà tao bảo này, hay bây giờ tao với mày đi đến một nơi nhà cao cửa rộng, sang trọng ấy, ấy thể nào chả vớ được một em vừa ngon vừa giàu. Lấy được nhá, sướng nửa đời người. Mày nói nghe cứ như chuyện cổ tích nhỉ. Này, mà cổ tích á thì chỉ có hoàng tử lấy lọ lem thôi, chứ công chúa không ai nó đi lấy ăn mày đâu nhá. Sao lại không? Tao có giấy thạch xanh lấy công chúa đi rồi. Vậy đấy là thạch xanh giỏi, có skin, chém được trần tinh, giết được đại bàng. Mày được cái tích sự đích thì... Tao vẫn khỏe chán, tao có thể chở em ấy đi xe máy vòng quanh thế giới. Thì rồi này, người ta đi du lịch vòng quanh thế giới chứ bây giờ người ta đi ô tô, đi máy bay, rảnh háng đâu đi xe máy để tắm nắng với mày à? Mà tao thấy mày giống Lý Thông hơn là thạch xanh đấy. Chó, tao phải đánh chết mày. Gì đây? Ngộ độc nhanh thế, mày ăn còn chưa ấm bụng rồi mà. Ai bảo tao không sao, tao chỉ hơi ổn không mày? Nhân lúc mà còn tỉnh táo hay là tao đưa mày đi viện nhé? Không cần, tao về nhà đi vệ sinh là hết, đi vào viện tốn tiền. Bố mày đã bảo đứng ăn lại còn cái sĩ. Biết thế ngủ sớm không, thức khuya cài game. Ôi ơi con gì ơi ôi giời, sao lại ngất ra đây thế này? Có khi nào dàn cảnh cướp xe mình không nhỉ? Nhưng mà không được, nhớ cô ấy chết ở đây thì mình anh ấy cả đời. Cô ơi, cô gì ơi, mày làm sao rồi? Bụng dạ đỡ hơn nhá? Tao đi cả chục lần rồi, kiệt sức rồi. Từ tao chừa cái hàng bánh mì đấy mà sao giờ mới về? À, tao kể mày nghe, lúc chiều á ở bến mày vừa chạy đi thì mày biết chuyện gì không? Mày dở hơi à? Không nói thì sao tao biết? Thì mày cứ đoán xem. Tiền rơi à? Không. Thế gái xinh muốn đi xe ôm à? Không luôn. Chứ không nói đoạn đến mày à? Tao gặp một em gái ngất giữa đường. Xinh không? Cực kỳ xinh. Thế làm gì em đấy rồi? Này, tao không phải cái loại tiểu nhân như mày nhá. Trinh, ngất giữa đường, mơ dâng miệng mèo mà mày còn chê. Nói thật đi, mày làm gì cô ta? Làm gì? Tao đưa cô ấy đi viện thôi. Rồi xong là tao đi về. Hình như là chưa tỉnh lại đâu. Ô, mày cứ thế bỏ con gái người ta ở trong bệnh viện một mình á? Chắc thế không à? Không nhẽ tao ở lại chịu trách nhiệm á? Nhớ đâu cô ấy tỉnh lại tưởng tao làm hại cô ấy thì sao? Biết đâu mai em ấy lại đến tìm mày nói lời cảm ơn. Ê, lúc ấy nhá, mày tóm người luôn, giống như trong phim ngôn tình ấy. Có tặng chẳng nhận, trèo cao ngã đau lắm. Cái thằng suốt đời mày nghèo vậy ấy vì cái tư tưởng đấy đấy, không có chí tiến thủ gì cả. Ta không có chí tiến thủ, nhưng như mày người ta gọi là tham vọng. Đại lý, tham vọng mới giàu được con ạ. Vâng, bạn là nhất, nhất bạn luôn. Tao nói mày ý. Chàng trai tham vọng à? Đến giờ cậu phải đi xả đấy. Mày. Cái thằng Nam, hôm qua chê mình đau bụng, hôm nay ăn bẩn cũng đau bụng, cho mày chết. Nhưng mà kể ra không có nó ở đây để trêu thì cũng buồn thật. Em chào anh ạ.
Anh ơi, anh cho em hỏi là hôm qua anh cũng đỗ xe ở đây đúng không ạ? Đừng có nói em hàng ngon này là hôm qua thằng Nam nó cứu đấy nhá. Cái thằng đầu đất ấy, số hưởng thật đấy. Chắc là em mới đến cảm ơn. Anh đây, anh vẫn đứng đây từ hôm qua đến giờ mà. Hôm qua anh cứu em chưa kịp cảm ơn thì anh đã rời đi mất rồi ạ. Hôm qua thấy em không sao là anh yên tâm rồi. Mà này, em bị sao mà ngất đấy? Em bị tụt canxi, cứ không bổ sung kịp thời là lại ngất. May mắn hôm qua em gặp anh, chứ không em cũng không biết phải làm thế nào ạ. Có gì đâu, thế em đã khỏe hơn chưa? Mà xinh đẹp như em ấy, ngất ở ngoài đường, không phải gặp những người tốt bụng như anh ấy, thì chắc xương cũng chẳng còn. Em khỏe hơn nhiều rồi anh ạ. Anh ơi, em có thể mời anh về nhà em được không ạ? Về nhà em làm gì? Dạ, em muốn nấu một bữa cơm để cảm ơn anh. Không biết là anh có rảnh không ạ? Ôi, anh rảnh chứ, anh rảnh vô cùng luôn. Lên xe anh chở về. Vâng, vậy thì làm việc anh chở em về nhá. Lên xe. Anh vào đi ạ. Nhà em to thế này mà em ở có một mình thôi à? Dạ vâng, bố mẹ em thì định cư ở bên Mỹ. Anh trai em có gia đình nên cũng ra ngoài ở riêng rồi. Nhiều khi em về nhà em cũng thấy hơi cô đơn anh ạ. Ồ, cứ bất kỳ khi nào em thấy cô đơn cứ alo cho anh. Anh nhiệt tình như thế thì sau này em phải làm phiền anh nhiều rồi đấy ạ. Anh rất thích được làm phiền bởi những cô gái xinh đẹp như em. À, em đang hầm canh ở trong nhà, chắc là một chút nữa sẽ được ăn thôi. Anh này, trong lúc chờ đợi mình uống vài lon bia được không anh? Được thế thì còn gì bằng. Dạ, thế anh ngồi nhá, để em đi lấy bia. Đẹp, nhà lại còn giàu. Thằng Nam không nhận thì mình nhận, không có lửa của ai đâu. Phải bắt con cá lớn này thôi. Dạ, em mời anh ạ. Em bao nhiêu tuổi rồi? Độc thân hay là có người yêu? Em năm nay 24 tuổi rồi. Sắp già xấu đến nơi rồi mà vẫn chưa có ai hốt. Đấy là mấy cái thằng ấy nó mù ấy. Chứ em đẹp mà. Anh cứ trêu em. Bố mẹ em dụ em lấy chồng, thế nhưng mà em chẳng biết lấy ai cả. Ngọc này, em có tiêu chuẩn gì cho chồng tương lai của em không? Em á, em thì em cũng chẳng cần một người giàu có làm gì cả. Em chỉ cần một người chiều em, thương em và biết chăm sóc cho em thôi. Còn gì nữa không em? Bố mẹ em bảo là chỉ cần có người chịu cưới em thì nhà của xe cộ bố mẹ em lo được hết. Nhưng mà quan trọng là người đấy phải thương em thật lòng cô. Bố mẹ em nói chí phải, quan trọng nhất vẫn phải là thương em. Thôi, anh uống bia đi, cũng hết lạnh bây giờ. Anh uống đây. Chuyện gì thế này? Sao mình lại ở đây? Anh Tài, anh sao thế? Anh với em sao lại ở đây? Trưa hôm qua, anh uống say, em cũng uống say. Thế là cả hai lao dầm vào nhau. Anh còn nói là anh thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh hứa anh chịu trách nhiệm với em cơ mà. Anh lúc đấy say quá. Thôi được rồi, anh cũng không cần phải nói thêm gì nữa đâu. Cứ cho là em say nên em mất trí đi. Ơ kìa, anh không có ý đấy. Tại anh bất ngờ quá cho nên anh không biết xử lý thế nào. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em mà. Anh hứa rồi đấy nhá. Thế là từ giờ em đã là người của anh rồi đấy. Dự định là mình tóm em ấy từ từ. Thế mà chuyện ngoài ý muốn này lại giúp mình tiến nhanh hơn một bước. Xem như trợ giúp mình. À, qua đi đâu cả đêm không về ngủ á? À, ta đi nối lại tình xưa với người yêu cũ cả đêm. Tao có nghe mày bảo nhắc đến người yêu cũ bao giờ đâu nhỉ? Tao chưa nhắc,
Chứ tao không hề bảo là tao không có. Từng tuổi này rồi ấy, không có mối tình đầu vắt vai, chỉ có mày đấy. Mày đừng có nhờn. Thì tao là hàng quý hiếm, không ai nỡ bóc tem thôi. Tao tưởng mày là hàng hết đát, không ai thèm sơi. Đừng có gặp là khỉ ạ. Nói đi, mày với người yêu cũ đêm qua làm gì giờ này mới về? Thì ngoài chuyện đấy còn chuyện gì nữa? Ê, chả nhẽ hai đứa ngồi kể chuyện cổ tích cả đêm. Làm nào hai đứa mày lại gặp nhau? Thì tao đang lượn lờ kiếm khách. Em ấy lại ngồi ở trạm xe buýt, tao vào hỏi thăm vài câu, xong rồi về nhà em ấy ăn cơm. Lúc ăn cơm tao cũng uống một chút. Rồi nào nữa? Thì còn thế nào nữa, củi khô bốc cháy như cao nguyên. Em ấy bây giờ lên chức giám đốc rồi, tiền nhiều cực. Nhiều tiền thế, sao lại ở trạm xe buýt làm gì? Thì em ấy sợ lái xe. À đúng, em ấy bị tai nạn cho nên sợ lái xe lắm. Thế không thuê lái xe riêng à? Tao thấy nhà giàu toàn thế. Thì cô ấy con gái một thân một mình, không muốn tiếp xúc nhiều với giai lạ. Thế ông hỏi, mày ngu thật. Ra là thế. Sao trước tốt thế mà chia tay làm gì? Ngày xưa thì tao thấy không hợp, bây giờ lớn hơn một chút thì tao thấy hối hận. Được chưa? Mà tao có chuyện muốn nói với mày đây. Thời gian tới tao không ở cùng mày được nữa rồi. Gì? Thế mày định để bố mày đóng tiền trọ một mình à? Mày ở đâu? Ở với ai? Hôm qua người yêu cũ đề nghị tao sang bên ấy ở. Mà mày biết rồi đấy, bọn tao mới quay lại, em ấy sẽ ở một mình. Muốn tao sang bên ấy ở cùng, vừa bồi dưỡng tình cảm, vừa an tâm hơn. Mới gặp nhau buổi sáng, buổi tối sáng sao sang ở cùng? Tao biết cuộc sống hiện đại, con người người ta cũng nhanh thật ấy. Nhưng mà chúng mày hiệu suất tên lửa à? Ấy, tao biết rất gấp gáp với mày. Thế nhưng mà tình yêu của những người yêu nhau nó cháy bỏng, gấp gáp vậy. Cái thằng F3 như mày không hiểu được đâu. Im mồm. Mày định bảo tao không có tình yêu nó không hiểu chuyện đấy á? Này, chưa ăn thịt heo thì cũng phải thấy heo chạy nhá. Bao nhiêu đôi yêu nhau có thế đâu. Phải thật đấy, mày định có ý đồ gì đúng không? Mày chơi ai là triệu phú à? Mà hỏi lắm đấy. Tao sẽ sang nhà người yêu cũ ở. À không, người yêu mới. Mà còn nữa, tao sẽ đổi luôn cái địa điểm đỗ xe. Cái thứ nhất là gần nhà em ấy, cái thứ hai là đỡ phải tranh giành khách với mày. Thế nhá, tao vào đây. Cái thằng thấy sắc lại bỏ bạn, nói bỏ là bỏ đi luôn. Hôm qua còn anh em, hôm nay lại đơn thân rồi. Bác sĩ xem giúp em với. Cái ế của em rất khó chịu, đi vệ sinh thì rất đau, thi thoảng thì ngứa và rát. Bác sĩ xem em có làm sao không ạ? Theo những biểu hiện của cậu và kết quả của tôi thì xác định là cậu đã bị bệnh lậu do quan hệ tình dục không lành mạnh. Lậu à? Em chỉ quan hệ với cả người yêu của em thôi, chứ có đi massage mắt gần đâu mà bác sĩ bảo em lậu à? Bác sĩ có nhầm không ạ? Cậu đang xem thường chuyên môn của tôi đấy à? Nếu cậu không ra ngoài chơi bời nêu lỏng thì cậu có chắc người yêu cậu không bị không? Nhưng mà cậu nên đưa người yêu mình đi khám, bệnh này rất nguy hiểm đấy, nếu mà không cứu chữa kịp thời rất có thể sẽ vô sinh. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Ngoài Ngọc ra mình có quan hệ với ai đâu. Làm thế nào để bảo với Ngọc đây? Giờ mà bảo với Ngọc, Ngọc sợ lây bệnh, Ngọc bỏ mình thì sao? Mình còn chưa lấy lại vốn, vì lấy lòng Ngọc, Ngọc đòi gì mình cũng chiều. Mua cái túi cả nửa tháng lương của mình, vay cả mấy chục triệu đi mua mỹ phẩm. Mà chi cho Ngọc nhiều như thế, không lấy lại được gì thì thiệt quá. Chi cho Ngọc mấy tháng nay chẳng còn lại được mấy đồng. Thế bao giờ định trả tiền nhà đây? Anh là ai? Sao tự tiện vào nhà người ta? Tao là ai á? Tao là chủ của căn nhà này. Mau bảo con Ngọc trả tiền cho tao đi. 3 tháng nay nó chưa trả tiền nhà rồi. Anh nói cái gì? Tôi không hiểu. Anh không thấy Ngọc ở nhà, định vào lừa tiền thằng này chứ gì? Không có tiền ấy thì cút khỏi đây. Mày có biết con Ngọc con gái ngành có tiếng không? Nó lừa biết bao nhiêu thằng rồi. Ở đây ấy, nhà nào đẹp, nhà nào giàu,
nó đều thuê để lừa hết rồi. Ông ăn nói cái gì ấy? Ngọc là con nhà gia giáo, nó đàng hoàng. Ông nói về bạn cái gì ấy? Tao không cần biết nó đứng đắn hay không. Tao chỉ cần biết là mày trả tiền nhà cho tao. Không thì tao còn cho người khác thuê. Trông mày gầy gò hốc hác như nghiện đi, yêu mà không cho đớp à? Tao chia tay rồi. Thế hóa ra mày có ngày này à? Bố mày bảo không nghe, trèo cao ngã đau. Này thì tham vọng với trẻ giàu sang à. Mày đừng có trêu tao. Từ nay tao chừa rồi. Đúng là hoa hồng có gai. Mà đợt này chạy xe được không? Từ ngày mày đi, tao đắt khách lắm. Có những hôm chạy xe đến tận khuya mới về. Toàn những chuyến xa, tuy mệt nhưng mà để rất nhiều tiền. Hả? Chạy xe à? Đây rồi, đây rồi. Vai ơi, cứu tôi với. Ôi, kịch bản cũ à? Còn cái quần què gì đâu mà diễn trò. Nam à, tao sẽ cho mày một bất ngờ. Ôi, cô. Đấy, chuyện là như thế. Chỗ này có khi là dính lời nguyền ngất xỉu hay sao? Không cứ tại sao đến đây lại ngất? Tại chỗ này lực hút của tao quá lớn. Gớm, biết đâu hôm nay cô ta đến cảm ơn mày đấy. Cho tao xin nhé. Tao bị một lần lại cứu người là lẽ đương nhiên. Chứ cô ta mà đến á thì mày cứ bảo là mày cứu. Tao không liên quan. Sao lại là tao? Với cái nhan sắc tuyệt đẹp của tao, chắc chắn em ấy sẽ chết mê chết mệt. Nhưng mà tao vừa trải qua một mối tình, tao không muốn đau lòng về tình yêu nữa. Thế nhưng mà mày thì khác. Với cái nhan sắc có hạn của mày, chắc chắn em ấy sẽ bị chùm bước. Này, đừng có mà xem thường người khác quá đáng nhá. Mày làm gì thì làm, tao không dây vào cho mệt người á. Em chào hai anh ạ. Hôm qua em bị ngất ở đây ấy, có anh nào đấy đưa em đi viện. Nhưng mà lúc đấy đầu em choáng váng quá, em chả nhớ rõ mặt ai. Hôm qua là ai trong hai anh ạ? Em muốn cảm ơn. Đây, đây, thằng này, hôm qua nó cứu em đấy. Chính nó. Thế à? Em cảm ơn anh nhiều lắm. Không phải anh đâu, thằng này này. Thằng này em ạ, nó thấy gái xinh nó ngượng ấy. Chứ nó tốt tính lắm. Ôi dồi ôi, anh đừng có ngại. Em chỉ muốn mời anh ăn cơm thôi mà. Anh có rảnh thì đi ăn cùng em nhá. Thật sự không phải anh đâu ấy. Em chỉ muốn mời anh bữa cơm thôi. Hôm qua có một nhóm người lạ đuổi theo em, vừa chạy đến chỗ anh thì em ngất. Hôm qua mà không có anh thì không biết em như nào. Gì thế thằng? Làm gì nhận đi. Mày có biết để một người con gái xinh đẹp thế này rơi nước mắt là tội lắm không? Được rồi, bây giờ em muốn đi ăn ở đâu? Gần đây thôi ạ. Được rồi, lên xe để đi. Bye, chúc hạnh phúc. Cái con bé lần trước đúng là nợ của mày, khiến tao vừa bệnh vừa mất tiền. Lần này tao cho mày trải nghiệm cuộc sống. Con này không phải ngành gì, tao mê tí. Tài! Nam! Mày mới chuyển từ xe ôm lên taxi à? Không! Đây là xe vợ chồng tao đấy chứ! Vợ chồng? Mày lấy vợ khi nào? Hôm nay tao đến để mời mày đi ăn cưới. Là em Phương Anh, lúc trước mày cứu đấy. Cũng phải cảm ơn mày. Nhờ mày mà bọn tao mới nên vợ nên chồng đấy. Nhưng mày làm thế nào để tiến triển đến bước này? Phương Anh rất dễ thương, tính nết lại hiền hậu dịu dàng. Hai đứa tao cũng thích nhau. Bố mẹ vợ tao bảo có xe hơi thì về chạy taxi cho khỏe. Hôm nay tao đến để mời mày đến chung vui với vợ chồng tao. Nhưng mà nhớ đâu mày bị lừa thì sao? Mày đã điều tra kỹ về gia cảnh nhà em ấy chưa? Lừa là lừa thế nào?
Phương Anh là con nhà gia giáo. Thôi, tao đi về trước đây. Sắp kết hôn rồi, còn nhiều việc lắm. Tức ấy là tức. Lại cho cái thằng dở hơi cắm lợn đi. Nó hưởng hết rồi. Đáng ra cái chỗ ấy là phải của mình mới đúng. Đèn kia.